Các lực lượng Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine trên nhiều hướng, phá hủy một đoàn tàu chở thiết bị bọc thép cùng khu vực tập kết hai lữ đoàn của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm 30 tháng 9 cho biết hệ thống tác chiến chiến thuật Iskander của Nga đã phá hủy một đoàn tàu chở xe bọc thép của Ukraine và đánh trúng khu vực tập trung hai lữ đoàn của Ukraine. Theo bộ này, các sĩ quan tình báo Nga đã xác định ở khu vực Nikolaev là địa điểm tập kết xe bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine để tăng viện cho các đơn vị trên tiền tuyến. Ngay sau đó, cơ quan này đã chuyển tọa độ mục tiêu đến các đơn vị chiến đấu. Cuộc tấn công chính xác với hệ thống tên lửa Iskander đã phá hủy địa điểm trên. Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng phá hủy 3 kho đạn dược ở Kherson và Donetsk, cùng 2 khẩu pháo do phương Tây sản xuất theo hướng Zaporizhia. Hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 9 tên lửa BM-27, 1 tên lửa HIMARS và 25 máy bay không người lái của Ukraine. Cùng ngày, Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, trong 24 giờ qua, hàng chục trận chiến đã diễn ra ở Adivka, Marinka và Zaporizhia. Ukraine tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích và cứ điểm nơi tập kết binh sĩ, thiết bị quân sự và hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Ukraine cho biết 40 máy bay không người lái cảm tử của Nga đã tấn công các khu vực phía nam nước này, nhưng 30 chiếc trong số đó đã bị lực lượng Ukraine đánh chặn.